Xin chào các cô chú anh chị đang xem video. Em là Phong, thì tiếp tục em sẽ đang bán cái dòng nhận tháng tư. Thì hôm trước nhiều cô chú anh chị là hỏi em là mua nhận tháng tư cho nó yên tâm, thì em có về cái nhận tháng tư này nha. Nhưng mà cái nhận tháng tư này trong này nó cũng có lẫn về cây tháng tóm, ví dụ như mấy cây mà khả năng tháng tóm này mọi người đó. Mấy cây này mấy cây tháng tóm này, nhưng mà cái dinh này em không có lựa riêng ra nha. Ví dụ như giờ nó cái hàng này nó không có được đẹp, có nghĩa là cái lá nó vàng, nhưng mà về trồng thì được, trồng thì vô tư, trồng thì thoải mái, nó không có chết. Tại vì nhận mà nhận nguyên bản như thế này nó rất là dễ sống, về treo lên và tưới nước thì nó sẽ sống thôi. Nhưng mà mình bán, nếu mà có cô chú anh chị nào mà mua ha, hết cái lô này đó, những cái khúc này, thì em sẽ tính với giá là 60.000 một khúc nha. 60.000 một khúc là em bán hết cái lô này luôn đó, và bao ship cho mọi người luôn nha. 60.000 một khúc và em bán hết cái chỗ này là bao nhiêu khúc, thì em sẽ bán hết cái chỗ này, nó sẽ tầm đâu khoảng 2.6 triệu á, 2.4 triệu đến 2.6 triệu, thì em sẽ bán hết luôn nha. Trong này nó sẽ có lẫn về cây tháng tóm đó, nhưng mà em để luôn cho mọi người nha, chứ em không có lái ra để bán riêng, để cho các cô chú anh chị nào ôm lô luôn. Nếu mà hàng nó đẹp đẹp một xíu á thì em sẽ bán riêng cho mọi người nha. Nhưng mà hàng này nó xấu quá, giờ chia ra nó cũng khó. Chia ra nếu mà em bán lẻ thì cái giá nó cao lên một xíu, ví dụ như là 80.000 một khúc. Nếu mọi người chấp nhận thì em sẽ bán nha. Tại vì cái bán lẻ mà để nguyên bản như thế này, mình đắng cái hộp á, thì mua cái hộp không nó đã mất đi 6-7.000 cái hộp rồi. Cái này đóng hộp cứng chứ hộp mềm nó đi nó gãy hết. Nên là mua hộp cứng của bưu điện hoặc là của bệnh viện Viettel thì nó sẽ có cái giá đó nha. Rồi nếu mà có cô chú anh chị nào không mua hết mà mua lẻ thì báo em nha. Thì cái giá thì em sẽ để là 80.000 một khúc nha. Cái giá này thì nó thật là nó không tới, nhưng mà vì đóng hộp với lại mua hộp này kia nên nó có thành ra là cái phải là cái giá là 80.000 mới bán được cho mọi người. Chứ còn bình thường nếu mọi người mua trực tiếp ở em á thì có thể là 60.000, hoặc là mua hết cái lô này cũng để 60.000 đó. Nhưng mà mua lẻ lẻ thì em phải đóng mấy công, em đóng hộp này kia này. Đóng hộp thì nó cũng rất là đơn giản, nhưng mua những cái hộp mềm cật tông mà như thế này mà ngoài ở tục hóa thì về đi nó hư hết cây, nên là phải mua cái hộp mới can luôn thì nó sẽ tốn tiền đó. Nên là mọi người mua lẻ thì phải 80.000 một khúc nha. Nó còn, nhưng mà em không có, em ưu tiên cho các cô chú nào chốt nguyên lô luôn nha, để em giữ lại mấy cây tháng tám cho. Còn có cô chú anh chị mua thì em sẽ tháng tám em sẽ bán riêng, mua lẻ thì tháng tám em sẽ bán riêng nha. Trong này chỉ được khoảng 1-2, em thấy được tầm khoảng 4 cây tháng 8 thôi. Rồi thì cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của em nha. Đó, thì nếu mà có cô chú anh chị nào mà ôm hết cái chỗ này thì chắc khoảng 2.6 triệu nha mọi người. Thì em sẽ bao ship luôn cho mọi người nha. Đó, và em sẽ giữ luôn những cây tháng 8 lại cho mọi người về trồng siêu tầm luôn nha. Tại vì nếu mà bán những cây tháng 8 nó không thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà em để luôn cho mọi người về siêu tầm nha. Nhưng mà lá nó hơi vàng nha mọi người, cái lô này lá nó hơi vàng, nhưng mà tất cả là hồng nguyên bản luôn. Ở đây là nhận tháng 4 nha mọi người. Rồi xin chào mọi người nha.